Xin chào mọi người, mình tên là Lâm Nguyễn Nhã Trúc đến từ lớp IDK46. Hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu về một chủ đề khá là thú vị, đó là liệu giỏi có phải là một bác sĩ giỏi không nhé? Và trước khi bước vào chủ đề, chính mình sẽ dành vài phút để phổ cập một số kiến thức về nguồn gốc của loài giỏi nhé. Như các bạn đã biết, loài giỏi có quan hệ mật thiết với ruồi nhặng, hay rõ ràng hơn là giỏi là một trong những giai đoạn trong vòng đời của loài ruồi nhặng. Ruồi là động vật sinh sống khắp nơi trên thế giới và chúng thường bị hút bởi những khu vực dơ bẩn và bốc mùi. Do đó, chúng là trung gian lây truyền nhiễm trùng hơn 100 dịch bệnh nguy hiểm đến con người như thương hàn, dịch mô tả các loại run sán, ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái và sức khỏe con người. Vậy tại sao loài ruồi lại bị thu hút bởi những nơi hôi thối và bẩn thỉu? Thật ra điều này có liên hệ trực tiếp đến tập tính sinh sản của loài ruồi, vì chúng coi những nơi đó như một nơi sinh sản lý tưởng. Dưới thời tiết ấm áp, những con cái đến những nơi này và bắt đầu đẻ trứng. Chúng có thể đẻ trung bình khoảng 300 đến 500 trứng trong vòng 3 ngày. Thời tiết càng ấm áp thì chúng sẽ càng đẻ được nhiều trứng, nhưng điều đó không có nghĩa là trứng không thể hình thành trong điều kiện ẩm ướt. Sau một ngày thì trứng sẽ nở thành ấu trùng, hay còn được gọi là giỏi. 4 đến 13 ngày sau đó chúng sẽ bước vào giai đoạn nhộng. Nhộng chuyển từ màu kem sang màu đen mất khoảng 2-6 ngày. Lúc này ruồi sẽ dùng đầu của nó tách vỏ nhộng và chui ra ngoài. Sau khi đã hiểu rõ về loài giỏi, chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề chính. Nguồn gốc của liệu pháp giỏi sẽ được mình giới thiệu qua video sau. Việc sử dụng giỏi trong y tế được gọi là liệu pháp cắt bỏ vết thương đã có từ rất lâu. Truyền thuyết kể rằng Thành Cát Tư Hãn đã đi cướp bóc khắp châu Á với một cỗ xe chở đầy giỏi để giúp đỡ những người lính bị thương của mình. Vết thương của họ sẽ bị nhét đầy giỏi, những con giỏi này sẽ ăn thịt họ, không phải mô sống mà là mô chết và phân hủy xung quanh vết thương. Điều thú vị là ông Khan và quân đội của ông được cho là đã biết rằng có những con giỏi không chỉ ăn thịt hoại tử của chúng mà còn giữ vết thương sạch sau khi chúng nhai hết mô bị nhiễm trùng. Và bạn biết, người Mông Cổ không phải là người duy nhất từ bộ lạc thổ dân Nyampa cổ xưa ở New South Wales và Úc, người dân vùng đồi ở Bắc Myanmar và các mỏ ở Trung Mỹ. Lúc đó, việc loại bỏ thịt mưng mủ là một hiện tượng toàn cầu một cách kỳ lạ, mặc dù nó không thực sự phổ biến trong y học chính thống trong một thời gian dài. Và thực sự phải mất một thiên sử thi chiến tranh mới khiến chúng ta chú ý đến nó. Một bác sĩ phẫu thuật tên là John Feeney Zacharias đã cùng chúng tôi đến bệnh viện ở Danville trong thời kỳ nội chiến Hoa Kỳ bắt đầu chú ý. Anh ấy là người đầu tiên cố tình sử dụng giỏi để tạo ra các kết quả đủ tốt để tạo ra sự hài lòng và tin tưởng. Anh ấy đã nói giỏi cũng làm sạch được vết thương do vi khuẩn của chúng ta một cách hiệu quả. Tuy nhiên, công việc này sẽ sớm dừng lại do những người như Robert Koch và Louis Pasteur lập luận khá đúng đắn về vệ sinh vết thương tốt và không nên sử dụng giỏi. Sau đó, Alexander Fleming tuyên bố về cái chết của liệu pháp giỏi khi có sự xuất hiện của penicillin, bởi vì ai lại muốn những con giỏi bỏ quanh da thịt bạn và nhai chúng trong khi một viên thuốc đơn giản có thể loại bỏ mọi thứ. Nhưng thời gian không chờ đợi vi khuẩn, và đến những năm 1980, thuốc kháng sinh thần kỳ đã thua cuộc trong cuộc chiến với một loại thuốc kháng sinh kỳ diệu, đội quân tinh nhuệ mới được gọi là Staphylococcus aureus kháng methicillin MRSA. Và cuối cùng bệnh viện đã yêu cầu một vũ khí mới, và thế là những con giỏi lại quay lại trong ngành y tế. Vậy liệu pháp giỏi là gì? Điều gì khiến cho nó trở nên đặc biệt? Liệu pháp giỏi còn có tên gọi là liệu pháp ấu trùng là một loại liệu pháp sinh học liên quan đến việc đưa giỏi sống đã được khử trùng ấu trùng ruồi vào các vết thương da và mô mềm không lành của người hoặc động vật khác, nhằm mục đích làm sạch các vết hoại tử, mô chết trong vết thương và khử trùng. Phương pháp này liên quan đến việc sử dụng giỏi làm thuốc thường thuộc loài ruồi Lucilia sericata. Điều đáng chú ý là những con giỏi này không giống như những con giỏi bạn tìm thấy dưới đáy thùng rác bẩn. Ấu trùng được nhân giống và khử trùng đặc biệt trong phòng thí nghiệm để sử dụng trong lâm sàng. Lucilia sericata là loài ruồi xanh được tìm thấy ở hầu hết các khu vực trên thế giới và là loài nổi tiếng nhất trong số rất nhiều loài ruồi chai xanh. Cơ thể của nó dài 10 đến 14mm, 0,39 đến 0,55 in, lớn hơn ruồi nhà một chút và có màu sắc rực rỡ, kim loại, xanh lam hoặc vàng với các mảng màu đen. Nó có lông ngắn, thưa thớt, màu đen và có 3 rãnh chéo trên ngực. Đôi cánh trong suốt với những đường gân màu nâu nhạt, chân và râu màu đen. Chức năng, liệu pháp giỏi cải thiện khả năng chữa lành vết loét mãn tính. Ví dụ, đối với bệnh loét bàn chân do tiểu đường.
Năm 2004, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã sử dụng giòi như thiết bị y tế ở Hoa Kỳ nhằm mục đích điều trị những vết thương khó lành, vết thương hoại tử da và mô mềm không lành, loét áp lực, loét ứ máu tĩnh mạch, loét bàn chân do bệnh lý thần kinh. Ưu điểm, vết thương mau lành, rút ngắn thời gian điều trị so với phương pháp thông thường, an toàn, không gây tác dụng phụ, chi phí thấp. Do cơ chế hoạt động của giòi có 4 hành động chính, sự cắt bỏ, khử trùng vết thương, kích thích chữa bệnh, ức chế và loại bỏ màng sinh học. Pháp này đã chữa trị cho hàng ngàn người bệnh bị hoại tử, lở loét mà khó có thuốc kháng sinh nào có thể làm được. Sau khi tiếp xúc với vết thương, chúng sẽ tiết ra enzyme phân hủy protein, tế bào chết và vi khuẩn và các chất có hoạt tính kháng khuẩn phổ rộng bao gồm allantoin, ure acid, phenylacetic, phenylacetaldehyde, canxi carbonate. Bên cạnh đó, nó còn tiết ra chất xúc tác thúc đẩy tái tạo mô mới và kích thích quá trình lành hóa vết thương, đặc biệt là chất này còn có chức năng ngăn ngừa nhiễm trùng hiệu quả. Nhược điểm, có điều kiện tiên quyết để sử dụng là vết thương, 1 ẩm, 2 tiết dịch, 3 được cung cấp đủ oxy. Mặc dù hiệu quả điều trị khá tốt nhưng phương pháp này sẽ mang đến cảm giác khó chịu, có thể cảm thấy đau và có mùi hôi. Ngày nay, để khắc phục một số khuyết điểm của liệu pháp giòi, các nhà khoa học đã nghiên cứu ra phương pháp mới là Oray Ungel, là một hydrogel có chứa enzyme được phân lập và nhân bản từ giòi y tế. Cảm ơn các thầy và các bạn đã lắng nghe.